Hello Thịnh. Hello. Lại một ngày mới chúng ta lại gặp nhau bằng một thư. Đúng hả? Yeah. Lựa cái nào cũng được hả? Lựa cái nào cũng được. Yeah. Đây là một thư của mình cho thử thách lần này. Và bây giờ mình sẽ bóc nó ra xem nó là thử thách gì. Biết đi. Nào. Bây giờ mình đọc thử thách lên nha. Trong thời gian ghi hình phần từ khóa và phần chơi game, bạn phải tìm cơ hội bắt làm mặt xấu là sao? Tức là bắt ai đó làm mặt xấu. Rồi bắt ai đó làm qua hôn tay là nó khó rồi đấy. Bắt làm mặt xấu, nếu không thực hiện thử thách này thì hình phạt của bạn sẽ là mua đồ ăn cho những người chơi còn lại vào đợt ghi hình tiếp theo. Ok, mình sẽ cố gắng lại không để tốn tiền. Sẽ thực hiện thử thách này. Và bây giờ sẽ bốc thăm tên cái người. Ba, hai, một, nhạc. Hello hai em, anh muốn hỏi hai em về từ khóa là thay đổi tính nết. Thay tính đổi nết ạ. Chết rồi, quên làm thử thách rồi. Rồi sao không hay không? Dạ. Thử thách của anh là ai? Em cũng muốn ngồi rồi. Thử thách của anh là không muốn nhớ là người làm thử thách. Sô hồ. Ủa nè. Làm gì? Mấy bạn bắt nhảy quên làm thử thách. Làm gì? Thử thách của anh là bắt sô rồi. À, chú anh. Phải bắt sô hồ là xấu. Và bây giờ không hoàn thành thử thách. Sô hồ nó không làm mặt xấu được đâu anh. Tại vì nó xấu sắc mà. Vào thế á. Ok. Anh ơi, cho em cái thế đó là cái thế đầu tiên không nhảy được anh đó. Anh nhạc nhá. Ok, ready, DJ.
tốt lắm, các anh em làm tốt lắm. Tránh ra đi. Có ba hộp quà này. À, tức là một hình phạt dành cho. Vậy là lẽ là anh được về hay sao? Có ba hộp mà anh bốn. Đại diện chọn lấy một hộp. Ừ, một anh đại diện chọn lấy trong ba hộp. Đừng có tham cho hộp to. Đừng có tham cho hộp to. Không phải hộp bằng nhau mà. Đâu bằng nhau mà. Không được xem, không được nghe. Màu xanh là màu của hy vọng, đúng không? Nhau quyết định chọn màu vàng. Màu vàng là màu của gì? Màu vàng là màu của sức lửa. Màu vàng là màu của thiên tài á. Màu vàng là màu... màu của sự phản bội. Ok, chọn rồi. Rồi, chọn rồi. À, okay. Màu hồng nè. Đẹp quá vậy. À, đừng mà vén tóc lên nhá. Thấy những chiếc cài tóc đáng yêu này không? Còn làm gì nữa? Bốc thăm và đeo lên đầu đi mấy ông. À. Mấy ông tướng. Bốc thăm này. Ai bốc phải thăm có chữ tỏ tình chỉ đeo đến hết phần trò chơi. Ai bốc phải thăm có chữ hoàn mỹ sẽ phải đeo đến cuối chương trình. Thăm không ghi gì thì được miễn hình phạt. Ok. Tỏ tình đeo thì đến phần tỏ tình thôi. Còn hoàn mỹ là hết cuối chương trình. Tỏ tình ạ. Ờ, may đó em đến phần tỏ tình thôi. Gì vậy bạn? Không có gì nè. Không có gì mà sao? Không có gì hả Thảo, là không phải bị phạt. Yeah, về chỗ. Yeah. Hết chương trình hả Nhâm? Đăng chương nhầm. Hết chương trình hả Nhâm? Đăng chương nhầm sao ạ? Dạ. Nó bốc hai phiếu quá chị. Xin chào gánh nặng của đội tuyển. Hello. Em tên bố ạ. Tỏ tình à? Em sẽ không được tính á, tại vì em là người vi phạm luật chơi, em bốc cả hai cái này luôn. Thì em chọn hai một trong phiếu. Hai đi. Cả hai đều là hoàn mỹ. Chọn em chọn. Cả hai đều là hoàn mỹ. Thì không chần chờ gì nữa, đeo hết đi em. Ừ. Nhưng mà anh không phạt, nhưng mà anh được nhận một cái được không? Được anh ạ. Ok, anh kêu em. Đeo vào chỉ có mỗi Thảo là miễn hình phạt. Dạ sướng quá vậy. Mình cái gì. Ủa nhưng mà đeo không phải vén chán đúng không mọi người? Vén chán lên. Vén chán chứ, đeo cái gì được. Hồng tóc, hồng tóc, hồng tóc. Tôi. Không sao, hồng tóc đi làm lại được mà. Đây là số phận của em rồi. Đeo như này thôi. Đi hả? Để anh làm vậy hư tóc hết. Để anh vén lên cho, đừng có còn cái cọng nào như này hết. Để tôi cố chương trình mà. Đúng rồi, như vậy là không học tóc nữa. Đừng có lấy. Rồi, xin lấy rồi. Để im. Cho nó thấp một tí thôi. Anh Ngân ơi, em muốn tự xử hay là muốn mọi người xử cho em? Anh Ngân một thấp một tí cho thôi. Cho nó một cọng xuống rồi. Một cọng. Ừ. Anh Ngân. Ôi, đẹp trai đấy. Ôi, đẹp trai đấy. Anh Ngân đáng yêu rồi. Đáng yêu lắm anh. Chúc mừng Đặng Trần Nhậm đeo đến cuối chương trình cái nơ hồng này. Dạ. Không sao. Jumping in your area. Đôi lúc thì mình cũng cần tỏa sáng để cho chương trình. Cho em cái gương em soi thử bản thân không, mình không? Em cứ phải về nhà. Ô, đáng yêu lắm đấy nha, tinh thần. Ủa sao cái cổ Tiến Thịnh nó to, đổi đi. Cái đấy che được hết trán anh á. Không. Thôi, nếu như mà hả, em được tỏ tình em mới được miễn thôi. Còn lâu em mới được miễn á, em sẽ để đó. Tới cuối chương trình luôn đi. Xong rồi, em mà làm lại cái bài nhảy của em như thế này đúng không? Không phải lắc không nữa. Phải lắc như ô sát kia. Và cứ mặt phải biểu cảm. Đúng rồi. Nơi nào có em sẽ là nhà. Chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Ngay trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.